Bonjour et bienvenue à notre chaîne podcast de Viti Rouge. Trouvez notre site web www.vitirouge.com et notre recueil Habli Thoi pour apprendre le français avec des explications en vietnamien. Xin chào các bạn đến với kênh podcast của Viti Rouge. Các bạn có thể truy cập vào website www.vitirouge.com hoặc có thể theo dõi bộ ấn phẩm Habli Thoi để có thêm nhiều chỉ dẫn cho việc học tiếng Pháp. Alors, aujourd'hui, on va passer à la deuxième épisode. Hôm nay, chúng ta sẽ bước sang tập thứ hai. Avant de commencer, je vais vous signaler quelque chose. Trước khi bắt đầu, thì mình sẽ có một số điểm để lưu ý cho các bạn. Tout d'abord, ce sont des leçons françaises pour les débutants. Trong série này, chúng ta sẽ có những cái bài học dành cho những người mới bắt đầu. Mais vous allez écouter en même temps des français et des vietnamiens avec presque une même vitesse. Nhưng mà các bạn sẽ được nghe cùng một lúc vừa có tiếng Pháp và vừa có tiếng Việt với một cái tốc độ gần như là như nhau. Normalement, avec les débutants, il faut écouter quelque chose de plus lente. Bình thường đối với những cái bạn mới học thì các bạn có thể sẽ muốn nghe những cái gì đó vừa chậm, thật là chậm, phù hợp với cái nhịp độ của mình. Mais ici, pour les explications françaises, on va vous donner un rythme standard. Comme si vous habitez en France. Nhưng ở đây thì chúng ta sẽ nghe được các cái chỉ dẫn bằng tiếng Pháp với một cái tốc độ như là các bạn đang ở Pháp. Donc il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de question de vitesse. Ở đây chúng ta sẽ không có đặt câu hỏi về cái tốc độ. Et ce n'est pas d'appel de tout écouter, de tout noter ce que vous avez écouté. Như vậy các bạn cũng sẽ không cần thiết phải ghi chép và cố gắng nghe được cho hết tất cả những cái câu mà bằng tiếng Pháp. Mais notre idée c'est que de vous aider à écouter le français avec un rythme normal. Như vậy các bạn có thể nghe được tiếng Pháp, các bạn có thể làm quen với việc nghe tiếng Pháp. Et donc ce que vous pouvez faire, điều mà các bạn có thể làm, c'est peut-être que vous allez noter ou vous allez répéter, vous allez essayer à parler en même temps les points dans la leçon. Như vậy, điều các bạn có thể làm ở đây là chúng ta có thể ghi chép, chúng ta có thể lặp lại, chúng ta có thể nói theo trong cái lúc nghe tất cả những cái nội dung của bài học. Avec cette pratique, la leçon deviendra plus essentielle pour vous. Nếu làm như vậy thì các bạn sẽ áp dụng được nhiều thứ hơn trong bài học. Voilà. Pour cette leçon, on va continuer avec la prononciation. On aura beaucoup d'épisodes sur la prononciation française. Donc ce n'est pas une seule épisode. Chúng ta sẽ có nhiều tập liên quan đến việc phát âm tiếng Pháp, chứ không phải chỉ có mỗi một tập. Et dans chaque leçon, on va attaquer quelques points principaux. Và trong mỗi tập thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái điểm quan trọng. Je vais vous prédire que ce n'est pas trop difficile. Mình xin nói trước với các bạn thì khi học hết thì cái việc phát âm nó cũng sẽ không có khó lắm. Mais il faut faire beaucoup d'attention pour chaque leçon. Vous devez relier tout ce que vous avez appris. Nhưng mà chúng ta nên chú ý, rất là chú ý, điều đã được học trong các cái bài học. Để sau đó, sau khi học xong hết tất cả nội dung về phát âm, thì chúng ta sẽ kết nối các cái yếu tố lại với nhau. Après, on va essayer à lire des textes sans Z. Như vậy sau đó chúng ta có thể sẽ đọc được các cái bài đọc mà không cần phải quay lại xem các cái chỉ dẫn về phát âm trong các cái bài học. Bon, pour cette séance, je vais vous présenter des idées sur les consonnes. Les consonnes, ce sont une partie, une grande partie dans l'alphabet et une grande partie qui décide la particularité de la prononciation française. Đối với bài này chúng ta sẽ học về các cái phụ âm. Và sau đó các bạn sẽ thấy là phụ âm nó chính là một cái thành tố để tạo nên cái sự đặc biệt trong phát âm của tiếng Pháp. Pourtant, il faut faire attention quand vous prononcez des mots. Il faut un peu plus fort en français. Mais enfin, les consonnes françaises et les consonnes vietnamiennes sont presque la même. Các bạn sẽ có thể xem lại bảng 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Pháp. Và trên thực tế thì bảng chữ cái tiếng Pháp và bảng chữ cái tiếng Việt thì về phần phụ âm thì nó tương đối giống nhau. Nhưng mà chúng ta cần phải chú ý khi mà phát âm tiếng Pháp, bởi vì có một số phụ âm chúng ta sẽ phải đọc mạnh hơn. Nó phải thật là rõ ràng. Pour ne pas faire des erreurs après. Để chúng ta sẽ không có bị mắc các cái lỗi về sau này. La prononciation correcte
vous aidera dans l'écoute et pour le français parlant. Việc phát âm tốt tiếng Pháp thì sẽ giúp chúng ta nghe và nói được tiếng Pháp một cách là thuận lợi hơn. Mais il faut faire une distinction entre l'alphabet et ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt giữa cái bảng chữ cái mà chúng ta đã học trong buổi trước và cách đọc các ghép vần giống như là trong bảng chữ cái tiếng Việt. Alors, comment on va dire en vietnamien avec des consonnes? Khi mà đọc các cái phụ âm trong tiếng Việt thì người ta sẽ đọc như thế nào? Bờ cờ. Nhưng mà chúng ta sẽ không dùng chữ giờ, chúng ta sẽ dùng chữ đờ trong trường hợp này. Chữ F thì là F, rồi G, rồi H. Nhưng mà lưu ý là trong tiếng Pháp thì người ta không đọc được chữ H, người ta chỉ đọc được ờ. Như vậy mất chữ H. Ờ. R, G, L, M, N, P. Đối với chữ Q thì chúng ta sẽ đọc là hoặc là G hoặc là Q. G, Q. R, S, R, S, T, V, W, S, Z. Như vậy chúng ta vừa đọc lại theo cái cách đọc mà giống như tiếng Việt. Bon, on va essayer de faire des combinaisons entre les consonnes et les deux voyelles, c'est le A et I. Đầu tiên chúng ta sẽ thử kết hợp các cái phụ âm với hai cái nguyên âm là A và I. Je choisis les deux A et I parce que ce sont les deux voyelles qui ne causent pas trop d'exception. Chọn cho các bạn hai nguyên âm chính là A và I vì đó là hai trường hợp đơn giản nhất và chúng ta ít khi bị gặp các cái trường hợp ngoại lệ. Voilà. Et on va essayer tour à tour, tout d'abord avec le A, ensuite avec le I, et ensuite on va faire tous les deux en même temps. Đầu tiên chúng ta sẽ thử âm A trước, kết hợp giữa A và các phụ âm, sau đó chúng ta kết hợp I và các phụ âm, rồi lần thứ ba thì chúng ta sẽ kết hợp cả hai trường hợp A, I với nhau. Ok, j'essaye de prononcer lentement et si possible vous pouvez répéter après moi. Mình sẽ đọc tương đối chậm và mình luôn khuyến khích các bạn là trong quá trình nghe thì các bạn nên lặp lại. Alors, ba, ca, da, fa, ga, a, ja, ca, la, ma, na, pa, qua, ra, sa, ta, va, sa et za. Je répète encore une fois, mình lặp lại một lần nữa. Ba, ca, da, fa, ga, a, ja, ca, la, ma, na, pa, qua, ra, sa, ta, va, sa, za. Qu'est-ce qu'il faut faire attention ici? Chúng ta cần phải chú ý gì trong trường hợp này? Alors, je vais vous citer des cas qu'il faut faire attention. Mình sẽ lưu ý cho các bạn một số các cái chỗ mà chúng ta cần phải chú ý. Da, fa, ga, a, qua, sa, va, sa. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Như vậy, chỗ này nó có cái gì? Thứ nhất là chúng ta đọc là da, nhưng mà nó giống như là de a da trong tiếng Việt. À, tiếng Việt thì đọc là de a da, da dễ. Nhưng tiếng Pháp thì chúng ta đọc là da. Đối với chữ fa thì nó là F. Thế trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc như là phờ a pha, pha chế trong tiếng Việt, nhưng mà nó là F và A. Tiếp theo chúng ta có chữ ga, thì ga là giống như nhà ga. A, và là đối với chữ H và chữ A thì chúng ta không đọc được là ha, mà chúng ta đọc là A. Thì giống như là viết chữ A không có chữ H đằng trước. Vì sao? Thì vì trong tiếng Pháp thì chữ H là người ta gọi là chữ H câm. Tiếp theo là chữ qua, giống như đi qua đi lại. Tiếp theo là xa. Xa này chúng ta sẽ đọc một cách nhẹ nhàng. Chúng ta không đọc là xa. Xa sẽ phổ. Mẹ xa. Nếu mà đọc là xa thì như vậy chúng ta đang sai. Vì chúng ta lưu ý là cái cách viết là chỉ là S và A. S và A thì chỉ đọc là xa. Và vá. Chữ W, chữ V đúc và A thì chúng ta đọc là vá. Thực ra thì đối với cái chữ W mà đứng đầu như thế này thì cũng không gặp nhiều lắm. Và đa số các trường hợp thì nó bị ảnh hưởng từ tiếng Đức và đọc là vá. Và cuối cùng là xa. Ensuite, on va essayer avec le I et je vais vous faire comme avec le A. Et donc, si possible, vous pouvez répéter après moi. Bây giờ, chúng ta sẽ sang trường hợp thứ hai là các cái phụ âm và âm I. Thì cũng như lúc nãy, chúng ta sẽ nghe được lần lượt từng âm một và mình cũng khuyến khích các bạn đọc theo. B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, C, T, V, C, Z. Alors, on va essayer. B, C, D, F, G,
I, J, G, Li, Mi, Ni, Pi, Gi, Ri, Si, Di, Vi, Oui, Si, Zi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire attention ici? Chúng ta cần phải chú ý gì trong đối với trường hợp là phụ âm và âm y? Di, Phi. Thì hai trường hợp đầu tiên là giống như là đa và pha, thì chúng ta đi phi. Tiếp theo, G. Lúc nãy các bạn nhớ là lúc nãy chúng ta đọc là ga, nhưng bây giờ chúng ta đọc là G, chúng ta không đọc là G. Như vậy nó không có âm G, I, G. Viết bằng chữ G và chữ I. Nếu mà các bạn thấy chữ G và chữ I viết chung với nhau thì nó đọc là G. Tiếp theo chúng ta có chữ I, H và I. Chúng ta không có hi hi trong tiếng Pháp, mà chúng ta chỉ có I, I. À, câu xạ. Tiếp theo chúng ta có ki nhưng không có quy, không có quy mà ki. Tiếp theo chúng ta có si, vẫn là sờ nhẹ, không có sờ nặng, không có si nhưng mà là si. Avec le W et I, on va prononcer oui comme wifi. Đối với chữ W và I thì chúng ta sẽ đọc là oui, giống như là mạng wifi trong tiếng Pháp thì chúng ta sẽ đọc là wifi. Chúng ta có vi, vi và si. Như vậy các trường hợp tiếp theo tương tự đối với lại giống như chữ A. Maintenant, on va essayer de faire un peu plus compliquer les choses. Bây giờ chúng ta sẽ thử phức tạp hóa vấn đề hơn một chút. En combinant tous les deux I et A avec des consonnes. Bây giờ chúng ta sẽ thử phức tạp hơn bằng cách là kết hợp I và A và các cái phụ âm. Bi, ga, da, phi, ga, i, j, ga, la, mi, na, pi, qua, ri, si, ta, va, oui, si, za. Je répète encore une fois. Bi, ga, da, fi, ga, i, j, ga, la, mi, na, pi, qua, ri, si, ta, va, oui, si, za. Maintenant, on va faire de la fin jusqu'au début, c'est-à-dire de Z à B. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi ngược lại, tức là chúng ta sẽ đi từ chữ Z đến chữ B. Và chúng ta cũng sẽ đi theo hàng lần lượt. Za, si, oui. Va, ta, si, ri, qua, pi, na, mi, la, ka, ji, i, ga, fi, da, ka, bi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Bi, ga, la, qua, va, ka, i, mi, ri, oui. Da, ji, na, si, si, fi, ka, pi, ta, za. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt từ chữ Z, tức là đi từ dưới lên và đi từ phải qua trái. Za, ta, pi, ka, fi, si, si, na, ji, da, oui. Ri, mi, i, ka, va, qua, la, ga, bi. Voilà, on vient de finir des combinaisons fondamentales. Maintenant, on va essayer de trouver quelques mots avec des combinaisons entre consonnes et le A et le I. Chúng ta vừa xong cái việc kết hợp cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ thử tìm một số các cái từ mà có âm A và âm I kết hợp với lại các phụ âm để chúng ta đọc. Avant de commencer, je vous signale une chose. Dans beaucoup de cas, les consonnes qui se trouvent à la fin du mot, on ne prononce pas. Le E, comme ça, le E, on ne prononce pas si elle se trouve à la fin du mot. Trước khi đọc thì mình sẽ lưu ý cho các bạn một điều là các cái phụ âm khi mà nó được tìm thấy ở cuối một từ thì chúng ta sẽ không đọc nó. Và thứ hai là âm E, tức là chữ cái E. Nếu như nó nằm ở cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ không đọc nó. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Như vậy chúng ta sẽ có cái gì ở đây? Canada, 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 Papa, Mami, Rada, Pipi, Radi, Ami, Paris. Như vậy các bạn lưu ý một số chữ như Mami, M-A-M-I-E, Rada, R-A-D-A-R, Radi, R-A-D-I-S, Paris, P-A-R-I-S. Các cái trường hợp đó chúng ta không đọc những cái chữ cái cuối cùng mà chúng ta thấy. Je répète encore une fois. Canada, Papa, Mami, Rada, Pipi, Radi, Ami, Paris. Các bạn lưu ý đầu tiên là đối với chữ R thì chúng ta đã học trong buổi trước về việc phát âm chữ R.
Như vậy khi mà các bạn muốn đọc được chữ R này thì thứ nhất là chúng ta sẽ hạ lưỡi xuống, thấp xuống và chúng ta làm một cái thao tác giống như là chúng ta đang súc miệng kh kh khạc ra. Và sau đó giữ cái lưỡi như thế. Nếu mà không làm được thì chúng ta sẽ lấy một cái vật nào đó để giữ cố định cái lưỡi mình nằm ở phía dưới. Kh kh kh. Và nếu như mà các bạn thử ấn cái lưỡi mình xuống thì các bạn đọc ta sẽ cảm thấy là chữ R dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc là nếu mà để cái lưỡi chúng ta nó chuyển động một cách tự do. Ok. Alors on va répéter encore une fois mais en ordre inverse. Bây giờ chúng ta sẽ thử lặp lại những cái chữ vừa rồi nhưng với một cái trình tự là đi ngược lại so với lúc nãy. Paris, Ami, Radi, Pipi, Rada, Mami, Papa, Canada. Ok. Paris, Ami, Radi, Pipi, Rada, Mami, Papa, Canada. Après, si vous arrivez à retenir des sons, maintenant on va faire plus rapidement. Nếu các bạn đã bắt đầu ghi nhận được các cái âm tiết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đọc nó với một tốc độ nhanh hơn. Canada, Papa, Mami, Rada, Pipi, Radi, Mami, Paris. Canada, Papa, Mami, Rada, Pipi, Radi, Ami, Paris. Il faut faire encore une autre attention de faire tous les sons de même force. Et là, vous écoutez des sons presque même. Chúng ta còn cần phải lưu ý một việc nữa là khi chúng ta đọc thì các cái âm tiết trong một từ nó phải có một cái độ lớn như nhau, độ vang như nhau, cái độ mạnh như nhau. Chúng ta không đọc là Canada, không đọc như thế, đọc là Canada. Với ba cái âm tiết mà chúng ta nghe được giống như là tiếng chúng ta vỗ tay, chúng ta vỗ ba tiếng thì nó to như nhau và chúng ta đọc nó to như nhau. Canada, Canada. Khi đọc nhanh thì chúng ta cũng sẽ đọc với một cái hơi mạnh và đều như vậy. Canada, Canada, Canada. Chúng ta không đọc là Canada, Canada hay là Canada, Canada. Không đọc như thế. Tiếp tục, Papa. Thì đối với chữ P này chúng ta phải lấy hơi từ bụng. Các bạn, nếu như các bạn không quen với việc lấy hơi từ bụng thì thứ nhất là chúng ta nên tập hít thở. Và trong cái quá trình mà chúng ta thở ra và chúng ta cảm giác là cái bụng chúng ta hóp lại, hóp sâu vào, chúng ta dùng tay để cảm nhận là cái bụng của mình nó đang hóp vào, sau đó bật hơi ra pa pa. Như vậy nó là pa pa, không phải ba ba, không phải pa ba, ba ba, ba ba, không như thế. Nó là hai âm đều mạnh như nhau, pa 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 pa. Mím môi lại và dùng hơi từ bụng đẩy lên. Mami, 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 đều như nhau, không mami, mami là sai, không có m m. Chúng ta phải rõ các cái âm ra để nó không có một cái âm nào mà bị nuốt đi cả, hoặc là không có một cái âm nào bị yếu đi cả. Rada, rada, không phải rada, rada như thế là sai. Rada không, không cũng không đọc là rada, rada cũng không thế. Pipi tương tự như papa, pipi, papa, pipi, papa, pipi, papa, pipi. Như vậy nó phải có cái tiếng p p p p. Papa, pipi. Radi, 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 không có radis, không có radis, không có radis, không, không có bất kỳ một cái âm s nhẹ hay là mạnh hay là z hay là s, không có bất kỳ một cái tiếng xì sầm nào đằng sau cái chữ i đó cả. Radi, radi. Ami, Paris, không có Paris, không có Paris, không có Paris, không có Paris, không, không có Paris, không có Paris, không có Paris, không, không, không có như thế. Chúng ta là Paris, Paris. Canada, Papa, Mami, Rada, Pipi, Radi, Ami, Paris. On vient de finir la deuxième leçon sur notre chaîne Posca de Viti Rouge. Chúng ta vừa kết thúc bài học thứ hai trên kênh Posca của Viti Rouge. Je vous que c'est un peu difficile, hein? Trong tập thứ hai này thì rõ ràng có nhiều thứ hơi khó một chút. Mais je vous encourage de répéter beaucoup de fois la leçon dans la semaine. Nhưng mà mình khuyến khích các bạn nên xem lại bài nhiều lần trong tuần. Ça vous aide à construire la réaction naturelle. Điều đó sẽ giúp cho các bạn dần dần xây dựng được các cái phản xạ tự nhiên. Comme ça, on peut bien profiter chaque leçon, chaque semaine. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta sẽ tận dụng tốt hơn những cái bài học trong vòng một tuần lễ. Mais après, si on a bien pratiqué, les choses seront plus simples. Chúng ta sẽ bắt đầu hơi chậm một chút. Tuy nhiên là sau đó, khi mà đã quen rồi, thì chúng ta sẽ cảm thấy mọi thứ sẽ dần dần trở nên dễ dàng hơn. Merci de votre attention. Trouvez notre site web www.vitirouge.com et notre recueil Học Đi Thôi pour bien apprendre le français avec des explications en vietnamien. Bonne journée, bonne semaine et à la prochaine fois dans les épisodes de Posca suivantes.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo. Bye bye.